À, xin chào các bạn. Cuối tuần cũng nghiên cứu, học hỏi, trao đổi cùng nhau để thêm cái gì để thêm kiến thức bổ sung. Thì hôm nay tôi nói một cái đề tài là ba loại cổ phiếu để có thể đầu tư dài hạn. Thì có thể nói các cái đề tài này thì cũng cung cấp thêm một số cái nghiên cứu và đúc kết ra trong lĩnh vực mà những cổ phiếu nó thăng trầm với thời gian. Thị trường thì có thể biến động lên xuống, nhưng mà một số cổ phiếu các bạn nếu mà chọn đúng thì vẫn có thể đầu tư mà không có để ý đến thị trường biến động. Thì kinh nghiệm bao nhiêu năm thì tôi cũng nói lại lần này cũng nhiều lần, nhưng mà rõ ràng nếu mà cứ theo thị trường thì chúng ta chỉ lướt sóng ngang hàng thôi, còn đầu tư một cách bài bản thì bất chấp thị trường. Thì phần sau tôi sẽ nói những cái hay, tôi sẽ đưa ra những cái mà kinh tế suy thoái thị trường chứng khoán vẫn sống sót. Nhưng phần đầu để tôi nói với các bạn ba loại cổ phiếu có thể đầu tư dài hạn bất chấp thị trường có tăng có giảm thế nào, thì mình vẫn ung dung tự tại đầu tư. Cái quan trọng mấu chốt nhất trên thị trường chứng khoán, đầu tư trên thị trường chứng khoán không phải là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích vĩ mô, tất cả các thứ đều sai hết. Dự đoán thị trường, dự đoán tất cả mọi thứ chỉ là những cái động tác phụ để bổ sung thêm thôi. Còn đầu tư chứng khoán hay là đầu tư vào lĩnh vực cổ phần, cổ phiếu thì chính xác là các bạn chọn doanh nghiệp. Chỉ đơn giản như việc việc gì thôi. Muốn thành công trên thị trường chứng khoán, những người tài năng lướt sóng thì chuyện đó là có một cái tỷ lệ nhất định mà rất nhỏ, nhưng đầu tư gần như ai đầu tư cũng thắng là biết chọn đúng doanh nghiệp. À, quan trọng nhất, mấu chốt của vấn đề là chọn doanh nghiệp, chọn cổ phiếu. Thì chọn doanh nghiệp, chọn cổ phiếu thì có người chọn cả đời cũng cũng chưa đúng, cũng chưa đúng. À, thì chọn tới chọn lui, chọn rồi sai rồi bỏ chọn lại. À, nhưng vấn đề chỉ có nhiều khi những người rất đơn giản chọn được những cổ phiếu tốt và họ giữ 5 năm, 10 năm, thậm chí suốt cả đời họ họ cũng có thể là làm giàu được với những cái cổ phiếu mà nó ăn nên làm ra. Thì tôi sẽ nói sơ cho các bạn là ba loại cổ phiếu có thể đầu tư dài hạn được. Thì đây là những kinh nghiệm đúc kết bản thân tôi, và tôi cũng nghiên cứu sách của những người đầu tư đi trước trên thế giới. Thì ba loại cổ phiếu đó là cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu của cái doanh nghiệp có cái ngành nghề sản phẩm độc quyền, và cổ phiếu của doanh nghiệp có lợi nhuận lớn, đầu ngành ổn định. À, thì các bạn nhớ là ba loại cổ phiếu này, cổ phiếu của doanh nghiệp tăng trưởng liên tục trong nhiều năm thì cũng yên tâm giữ. Cổ phiếu của cái doanh nghiệp mà có ngành nghề sản phẩm độc quyền, và cái cổ thứ ba là cổ phiếu của doanh nghiệp có lợi nhuận lớn đầu ngành. Thì tại sao như vậy? Tôi sẽ phân tích cụ thể cho các bạn thông qua một cái ví dụ cụ thể. Thì đầu tiên là nói cổ phiếu tăng trưởng, thì cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực số 1 rồi. Các bạn trước đây tôi cũng có nói cái clip làm giàu nhờ cổ phiếu tăng trưởng. Thì ở đây tôi ví dụ cho các bạn một số cổ phiếu tăng trưởng, nhưng cổ phiếu này cổ phiếu là đơn vị là đứng vốn điều lệ hay là những doanh thu lợi nhuận đều nghìn tỷ các bạn, còn những cổ phiếu tăng trưởng nhỏ thì rất là nhiều, hay có thể lọc ra hàng trăm cổ phiếu trên thị trường. Nhưng tôi nói ở đây là những cái cổ phiếu tăng trưởng mà đã đạt 3 4 năm liên tục vừa qua tăng trưởng. Thì những cổ phiếu này doanh thu lợi nhuận vốn điều lệ đều là nghìn tỷ, như cổ phiếu Thế giới di động MWK, cổ phiếu Binz, cổ phiếu FPT, cổ phiếu Minh Phú, cổ phiếu Nam Thủy sản Nam Việt, cổ phiếu VCS. Thì tại sao là như vậy? Một cái cổ phiếu tăng trưởng thì lợi nhuận hàng năm các bạn nếu mà kiên trì với nó thì lợi nhuận của hàng năm của nó là phải hưởng bằng lần, ăn bằng lần. Các bạn bỏ vô 100 triệu thì mỗi một năm trôi qua các bạn cứ mặc định là nó lời bằng lần, năm sau thành 200 triệu, năm sau thành 300 triệu, 400 triệu, tất cả ăn bằng lần. Vấn đề là các bạn chọn cho đúng cổ phiếu nó tăng trưởng thực sự hay không. À, những cổ phiếu trong quá khứ nó tăng trưởng nhưng tương lai nó còn tăng trưởng nữa hay không. À, và quan trọng là những cổ phiếu trong quá khứ nó chưa tăng trưởng nhưng tương lai nó sẽ tăng trưởng, thì cái đó là do cái tài năng chọn cổ phiếu của từng bạn, từng người.
Trên thế giới, những người làm giàu trên thị trường chứng khoán thì vẫn là những cổ phiếu tăng trưởng là số 1. Và giữ dài hạn, nếu họ xác định một cổ phiếu giữ dài hạn, tăng trưởng dài hạn thì sẵn sàng giữ dài hạn, nó rất tốt. Các bạn thấy như cổ phiếu của Thế Giới Di Động thì liên tục nhiều năm qua nó tăng trưởng từ 40-50% đều mỗi năm. Trong lịch sử như vậy, và tương lai thì khả năng tôi dự đoán thì nó vẫn còn tăng trưởng, mặc dù năm mới vừa rồi thì có kế hoạch thì nó đưa ra lợi nhuận tăng trưởng của năm 2019 dự kiến là khoảng 37%. Năm 2018 thì cũng khoảng 40 mấy%, mà các năm trước là 50%, thậm chí hơn 50%. Đây là cổ phiếu doanh nghiệp là nghìn tỷ rồi, có thể là sắp xỉ là tỷ đô rồi, nhưng mà tăng trưởng số lượng rất ấn tượng như vậy. Có thể nhiều bạn chê chán cổ phiếu Thế Giới Di Động lý do là các năm gần đây tăng trưởng không bằng các năm trước lúc nó mới lên sàn. Đúng là như vậy, nhưng bây giờ quy mô nó lớn rồi, nó cái độ bù lại thì cái độ an toàn nó là an toàn hơn rất nhiều lúc mới lên sàn. Mới lên sàn tôi cũng giả sử như mới lên sàn tôi nghĩ là một cái cổ phiếu này nó không rành gì nó, mà nó thuê mặt bằng ở các trung tâm mặt tiền, trả giá mặt bằng rất đắt, thì làm sao nó làm lợi nhuận gì? Lúc đó tôi nghi ngờ nó còn nhỏ, còn bây giờ thì cái độ an toàn nó đã chắc ăn hơn lớn như vậy. Còn cổ phiếu BNG thì nó cũng mới vài ba năm gần đây nó tăng trưởng, nhưng mà bây giờ nó cũng gia nhập vào cái lợi nhuận đơn vị là nghìn tỷ mỗi qua nghìn tỷ mỗi năm lợi nhuận, thì nó cũng thuộc về doanh nghiệp lớn mà có tăng lợi nhuận tăng trưởng là 30-40%, 50% một năm. Đây là những doanh nghiệp đó. FPT thì đều đặn, các bạn thấy là tăng trưởng không vượt trội lắm, nhưng 25-30%, 20% đều các năm qua, thậm chí là hàng chục năm qua tăng trưởng đều như vậy. Đây là một doanh nghiệp rất là lý tưởng. Rồi cái thủy sản Minh Phú các bạn biết thì mới coi lại cái lịch sử mấy năm gần đây nó cũng tăng trưởng là thậm chí là cũng bằng lần mỗi năm. Thì các bạn nghiên cứu thêm cổ phiếu này. Còn cái thủy sản Nam Việt thì trước đây nó là làm mưa làm gió, sau đó nó tái cơ cấu đi lỗ là tái cơ cấu lại, nhưng mà nếu mà hiện giờ nó vẫn là vốn điều lệ là cũng là nghìn tỷ rồi. Nhưng cái lợi nhuận các bạn thấy Nam Việt, nếu mà ai mua cổ phiếu Nam Việt từ đầu 2017, cuối 2016, đầu 2017 với giá là 4.000, 5.000, 6.000 thì giữ tới giờ này các bạn có thể nhân tài khoản lên 15 lần chưa dùng mặt pin, chưa nói tới dùng mặt pin. Các bạn coi soi lịch sử thì cổ phiếu này bây giờ vốn điều lệ nó là đã gia nhập ngàn tỷ, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng nó cũng còn đang lớn. Và các bạn thấy thì nó họ rất là đầu tư là đất đai ngoài Cồn, mua thêm rồi đầu tư mở rộng ao nuôi rồi con giống rồi xuất khẩu cả thị trường, thì tương lai cũng có, dĩ nhiên cái ngành thủy sản, ngành cá tra nó biến động phụ thuộc vào thế giới, và nó rủi ro chính sách cũng rất lớn, nhất là áp thuế đối với một số nước. Nhưng các bạn theo dõi đây là doanh nghiệp cũng là tăng trưởng. VCS thì các bạn biết rồi, các năm trước đây tăng trưởng rất mạnh, nhưng có thể năm nay cái tốc độ nó tăng trưởng nó chậm lại, nhưng mà cũng chưa biết được, tại vì nó mới chỉ 3 quý, còn quý 4 là quý quyết định. Thì đại hội cổ đông nhiều lần ông chủ tịch của VCS cũng cam kết là lợi nhuận từ 20% trở lên cho đến năm 2022-23. Thì có thể 3 quý gần đây nó đó chững lại, nhưng quý 4 là quý quyết định vấn đề, có thể là tôi dự đoán cũng có thể là một quý vượt trội đối với cổ phiếu VCS này, và đạt cái tốc độ ít gì cũng phải 15-20% tăng trưởng so với năm ngoái đều các năm như vậy. Thì hiện nay là doanh nghiệp này cũng là doanh nghiệp là doanh thu lợi nhuận vốn điều lệ tất cả đều nghìn tỷ hết rồi, nhưng mà đạt cái mức lợi nhuận như vậy thì cũng rất lớn. Thì nếu các bạn mà không có dùng mặt kim thì đầu tư bằng tiền mặt những cổ phiếu này, thì các bạn bỏ rào năm trước năm sau tính cả cổ tức tất cả các thứ thì không mất đi đâu. Các bạn cứ tưởng tượng giống như đầu tư vào những cái tòa nhà ở mặt tiền, một cái lô đất mặt tiền mà vừa có cổ tức hàng năm, tức là vừa có cái doanh thu cái dòng tiền hàng năm, vừa giá đất mặt tiền mà tăng lên. Cái lợi thế của những cái cổ phiếu của loại này các bạn biết là bán lúc nào cũng được, không phải như nhà mặt tiền là 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ bán rất rất kén khách hàng mua, nhiều khi đăng cả năm trời chưa bán được. Còn những cổ phiếu này thì các bạn cần tiền bao nhiêu bán lô lẻ cũng được, bán lô to cũng được. Đó là những cái lợi thế như vậy. Còn rủi ro hay không thì phần sau tôi sẽ nói thêm các bạn rủi ro cỡ nào. Thì đó là những cổ phiếu tăng trưởng. Còn tới đến là cái cổ phiếu độc quyền.
Cổ phiếu độc quyền thì các bạn biết rồi, những cái cổ phiếu độc quyền, những cái sách kinh điển về chứng khoán thế giới và những nhà đầu tư nổi trội như thế giới, những cổ phiếu độc quyền các bạn thấy giống như là Apple cũng là một cái sản phẩm độc quyền ha, Amazon cũng là một độc quyền, Facebook cũng là độc quyền. À, bây giờ các bạn thấy trên trên mạng xã hội có những Twitter, một số cái mạng xã hội khác cạnh tranh, nhưng rõ ràng cũng khó ai cạnh tranh được được đối với Facebook ha, hay là Amazon, cũng có nhiều người thương mại điện tử nhưng mà có ai cạnh tranh nổi với Amazon. Thì trong lĩnh vực độc quyền thì nó có nhiều cái các bạn thích, nhờ giá bán sản phẩm họ được quyền quyết định, không lệ thuộc bởi những cái đối tác cạnh tranh gì hết. Rồi độc quyền là phân phối hàng hóa, rồi độc quyền đối với đại lý, độc quyền đối với những, tại vì cái sản phẩm ngành nghề của họ là độc quyền, sản phẩm của họ là độc quyền. Thì những cái này là những cái lợi thế về giá, và họ sẽ bền vững, họ sẽ khó bị đối thủ nào lấn sân hay là làm cái gì, tại vì sản phẩm của họ là độc quyền. Thì trong lĩnh vực này các bạn biết là tôi thấy là các cổ phiếu ga có thể là 10 năm, 20 năm nữa không có doanh nghiệp ga nào ở Việt Nam mà cạnh tranh nổi với công ty ga của Việt Nam. Nó là tổng công ty khí, nó lấy khí từ ngoài biển để đưa vào đất liền và bán khai thác quý. Thì vì nếu mà có cái đối tác nào, có một cái doanh nghiệp nào mà cạnh tranh nó thì phải xin giấy phép của tập đoàn dầu khí của chính phủ, là chắc chắn là chuyện này là khó rồi. Thì trong 10 năm, 20 năm tới, rõ ràng kha ga nó muốn bán giá bao nhiêu thì nó so với thế giới, chứ không có so với, không có cạnh tranh với ai trong nước hết. Đó là các bạn biết. Rồi kế đến là biên lợi ích cổ phiếu xăng dầu này thì các bạn biết rồi, thì giá hiện nay cũng chính phủ cũng điều tiết giá xăng dầu, nhưng mà rõ ràng các bạn trong một cái quận, trong một khu vực, trong một xóm của bạn có một cây xăng của biên lợi ích, các bạn cũng không thể chạy đi chỗ khác để đổ cây xăng khác. Nhất là những cái đô thị trung tâm Hà Nội, Sài Gòn thì những cái sản phẩm, những cây xăng của biên lợi ích là độc quyền ở cái vị trí đó. Là giá bán, thì tương lai thì càng xa càng dài các bạn, chính vì cái độc quyền cái vị trí đó thì các bạn thấy là cái cổ phiếu này nó sẽ ổn định dài dài, nó mang lại lợi nhuận đều đều hàng năm. Còn nói chuyện lỗ lã để mất tài sản, mất giá trị, mất cái giá của cổ phiếu các bạn đối với những cổ phiếu như biên lợi ích là vô cùng khó. Tại vì nó độc quyền rồi, có thể có BVOI nữa, nhưng mà mỗi người phân chia một phân khúc, một cái vị trí, một cái mặt tiền, những con đường lộ khác nhau. Đó là việc độc quyền. Rồi đến là cái công ty là cả hàng không, thì cổ phiếu này cũng là cổ phiếu độc quyền. Các bạn giữ dài hạn thì cái hưởng cổ tức đều thôi, cổ tức ít nhiều theo mỗi năm, chứ hoàn toàn là không bao giờ bị mất giá và không bị đối thủ nào cạnh tranh đối với công ty cảng hàng không. Tại vì ở Việt Nam thì có một công ty cảng hàng không là duy nhất. Tư nhân có thể lần đầu tiên có cái sân bay Vân Đồn chuẩn bị là cho tư nhân đầu tư, nhưng cái đó là rất là hiếm hoi. Rồi cổ phiếu hàng không Việt Nam Airlines, cổ phiếu này lĩnh vực cũng độc quyền. Thực tế Việt Nam Airlines và Vietjet Air độc quyền đối với một cái phân khúc. Việt Nam Airlines thì phân khúc cao cấp, hàng sang, còn Vietjet thì phân khúc trung bình và hàng thấp. Không có ai lấn sân của ai, và các bạn thấy cả vài ba năm trời mới có một cái hãng Bamboo hay là một hãng nào đó xin phép hoạt động thêm trong lĩnh vực hàng không này. Và các bạn vô sân bay thì mua vé trên máy bay thì trước hai hãng này, muốn đi giá thấp thì Vietjet, muốn đi giá cao là không, các bạn không bao giờ trả giá là bây giờ thôi tôi đi Vietjet từ Sài Gòn Hà Nội bây giờ giá vé 3 triệu, 2 triệu có thể bán cho tôi 1,5 triệu được không? Chuyện đó là không có. Khách hàng không có thể nào mà làm giá, tại vì sản phẩm của họ là duy nhất. Tương tự như gần đây tôi thấy xuất hiện một cái sản phẩm của cái doanh nghiệp nào cũng nó độc quyền, chưa có doanh nghiệp thứ hai làm, đó là nhựa AA. Họ công nghệ của họ là nhựa là tự hủy, trong môi trường tự hủy, và gần đây họ cũng có thông tin là họ là được siêu thị hệ thống Vinmart đã chấp nhận bán cái sản phẩm của nhựa của ba chữ A này vào trong cái hệ thống của Vinmart. Và cái sản phẩm của họ hiện nay theo thông tin tôi biết thì cũng là độc quyền đối với là túi phân hủy. Các bạn biết là rác môi trường nhựa là hiện nay là thế giới đã đau đầu với cái xử lý chất thải rác nhựa này, nhưng ba chữ A là chế ra những sản phẩm túi ni lông tự hủy
sản phẩm là lĩnh vực này cũng độc quyền. Nếu mà ưu tiên bán trên thị trường thì có thể là giá cả bán là cũng họ chỉ cạnh tranh với sản phẩm nhựa hiện tại thôi. Khi mà một số chính sách trên thế giới mà ưu tiên về những sản phẩm mà túi ni lông tự hủy này thì có thể họ, mức giá của họ là duy nhất. Thì các bạn thấy cái độc quyền thì nó nhiều cái lợi thế, và sau đó nó có cái sự, chính vì cái độc quyền nên nó bảo vệ che chắn doanh nghiệp họ rất là an toàn và bền vững theo theo thời gian. Thì chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu loại này thì có thể tối ăn ngon ngủ yên, không có sợ đột ngột một đêm mà giá bán của nó là giảm xuống rồi sản phẩm bán không ai mua này kia, chuyện đó là rất 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 hiếm. Rồi qua một cái thứ ba nữa các bạn, là cổ phiếu có lợi nhuận lớn đầu ngành ổn định. Thì cái này thì nó các bạn biết rồi, nó có hàng loạt cái doanh nghiệp, nhưng đối với cái này là nó quá lớn để mà lỗ lã, quá lớn để mà rủi ro để mà ổn định. Thì cổ phiếu lớn đầu ngành lợi nhuận ổn định thì các bạn đầu tư vào đây thì cũng an tâm thôi. Dụ như là sữa Vinamilk thì không phải ngủ một đêm thức giấc lại mà cái doanh nghiệp này nó bị lỗ lã, tất cả đều có bảo hiểm hết rồi. Thị trường nó rộng lớn, nhiều sản phẩm đó, hàng triệu người, hàng thậm chí là hàng trăm triệu người Việt Nam và một số nước đã chấp nhận rồi, thì không phải một đêm một bữa. Thì có thể là các bạn đầu tư vào đây có lúc lợi ích, có lúc lỗ nhiều. Nếu mà không có cái kênh nào đầu tư hoặc là chưa tìm ra cổ phiếu nào tốt thì những lĩnh vực này các bạn bỏ tiền vào đây thì có năm thì các bạn mua được giá tốt thì sẽ có được lợi nhuận nhiều. Các bạn nếu không mua được giá tốt thì cổ tức hàng năm đều đều vẫn ấy. Vừa rồi các bạn hỏi tôi là cổ tức Vinamilk năm nay thấp hơn lãi suất ngân hàng. Tôi sẽ đã đi chính các bạn rồi. Các bạn thấy Vinamilk trong tuần tới có thể chia thêm 10% hay gì nữa đó. Rồi nhưng mà đã đầu năm tới giờ đã là 20% tiền mặt và 20% cổ phiếu. 20% cổ phiếu thì vừa rồi là tôi cũng đã bán được là giá là khoảng trên 20%, đó là một cổ phiếu khoảng trên 130.000. Thì các bạn biết rồi, 20% nếu mà các bạn giữ là 10.000 cổ phiếu đây thì 20% tức là được 2.000 các bạn bán giá 130 thì các bạn cũng được là 260 triệu, cộng thêm 2.000 cổ tức và cộng thêm 1.000 cổ tức sắp tới nữa thì các bạn biết là nó phải 263.000 mà trên cái giá các bạn mua lúc mà chốt quyền chia chẳng hạn, chốt quyền chia là khoảng hôm chốt quyền chia khoảng 130, 140 gì đó, thì các bạn thấy 263.000 các bạn chia cho 140 đi thì cái tỷ lệ này nó cao hơn gửi ngân hàng rất là nhiều nha. Cao hơn gửi ngân hàng hàng rất là nhiều. Giả sử như 263.000 các bạn chia cho giá Vinamilk 263.000 thì đã được 10% một năm rồi. Cho đằng này các bạn mua chỉ có 130 khoảng 140 thôi. Lúc mà trước khi nó chốt chia. Đó, thì có nghĩa là tỷ lệ này cổ phiếu về tuần rồi, giả sử tôi vừa tuần rồi tôi mới bán, tôi hưởng cái cổ tức, tôi lấy tiền cổ tức ra tôi xài chẳng hạn. Thì rõ ràng Vinamilk các bạn mua trước khi chốt và sau khi chốt tới giờ này cổ phiếu về trong vòng mấy tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó các bạn đó. Mà giữ nguyên năm thì các bạn cũng hưởng cổ tức, thì của mức này thì nó cũng tương đương với lợi nhuận là hơn gấp 2 lần tiền gửi ngân hàng như vậy. Thì Hòa Phát cũng vậy, các bạn thấy tính cái cổ tức Hòa Phát các bạn chia ra, mặc dù giá nó biến động thế nào, các bạn mua giá 40 hay 30 hay thế nào đi nữa thì cổ tức hàng năm đều được, có không thể một đêm một ngày một cổ phiếu Hòa Phát lợi nhuận một năm 8.000 tỷ, 9.000 tỷ, 7.000 tỷ kiểu đó như vậy mà một đêm mà trở về tay trắng được, chuyện nó không có. Thì cũng nhiều bạn hỏi tôi là cổ phiếu Hòa Phát là bây giờ mua 40, 41, 42, 43 bây giờ nó về mức này lỗ là cắt không? Cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy đối với một cổ phiếu tốt mà một số đội nhóm nó có cái sở hữu cổ phiếu, nó làm chủ cuộc chơi, có thể có mức tối đa họ đạp về, họ nhúng về có thể từ 30 đến 40%, nhưng tôi chưa thấy cổ phiếu nào mà vượt đến cái ngưỡng 50%. Giả sử như bây giờ các bạn mua giá 40 mà Hòa Phát về chạm mức 20 hoặc hụt 20 thì doanh nghiệp đó là không còn là gọi là doanh nghiệp tốt nữa, và cổ phiếu đó không gọi là không là cổ phiếu nữa tốt, nó có thể cắt lỗ
chấp nhận lỗ. Nhưng mà tôi chưa thấy những doanh nghiệp nào mà cổ phiếu tốt, mình cổ phiếu lớn đầu ngành nó giảm 50%. À, có nghĩa là những người giảm đây không hề do người ta phụ thuộc vào, người ta soi xét được cái tỷ lệ mặt gain của những nhà đầu tư ngang nào, người ta làm chủ cuộc chơi, người ta có thể ém nó về ngang cái mức đó để cho những người dùng mặt gain là bán sạch hết đó. Công ty chứng khoán cũng phải buộc những kho mặt gain hết bán ở cái mức đó, rồi sau đó ấy, còn các bạn đầu tư bằng tiền mặt thì giảm bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Và đây là cái cuộc chơi của những người làm chủ cuộc chơi đối với cổ phiếu nào đó. Họ đè vào, tôi đã từng chứng kiến họ kéo về 30, đúng 30%, sau đó họ kéo lên, hoặc là 40%, rồi sau đó kéo lên, và lúc đó là gọi là rũ sạch những nhà đầu tư margin đối với cổ phiếu đó. À, trường hợp là như vậy, nhưng đối với tôi thì những cổ phiếu trong dòng 30-40% vẫn có thể giữ lại được, còn nếu mà đã chạm mức 50% thì cổ phiếu đó phải tìm cách phục hồi lại là bán dứt khoát, không để nữa. À, thì như vậy nếu các bạn giữ tiền mặt thì tôi nghĩ là nó vẫn còn vô an toàn. Bây giờ thậm chí với cái chia cổ tức của Hòa Phát như vậy thì các bạn mua cái vùng giá này nếu mà bằng tiền mặt thì chờ đến đợt chia cổ tức 40% bằng cổ phiếu chẳng hạn, hoặc là 20% bằng cổ phiếu, 20% tiền mặt, thì các bạn tính ra giá đây nó sẽ lời gấp 3, gấp 4 lần tiền các bạn gửi tiết kiệm, chứ không có lẽ còn để nó lỗ lạ một đêm mà nó mất trắng biến mất đâu khỏi trên thị trường đối với cổ phiếu Hòa Phát. Thì chuyện đó tôi thấy là khó, rất cực kỳ rất khó. Tỷ lệ vẫn có nhưng mà nó cũng khó, tương đương như là một đêm mà biến mất đối với Hòa Phát cũng khó giống như lên trời các bạn. Rồi kế đến là tôi giới thiệu các bạn là cổ phiếu Bao là chuẩn bị nó chuyển sàn sang Sài Gòn. Đây là những doanh nghiệp lợi nhuận nghìn tỷ, thì các bạn đầu tư vào cổ phiếu này thì để quanh năm bằng tiền mặt thì ăn cổ tức là cũng rất rất ổn định, không có gì. Đây là những doanh nghiệp là lợi nhuận lớn đầu ngành ổn định các bạn. Ở đây các bạn nhớ thấy là đầu ngành ổn định, lợi nhuận nó là đơn vị lợi nhuận hàng năm của nó là nghìn tỷ và nó ổn định hàng năm như vậy. Như Vietcombank cũng vậy, thì các bạn thấy là lợi nhuận năm sau nó cũng cao hơn năm trước. Vietcombank các năm gần đây cũng có thể tính là lợi nhuận là doanh nghiệp tăng trưởng cũng được, mà doanh nghiệp lớn cũng được. Còn Vietcombank thì nó không phải là ngành nghề độc quyền, nó có nhiều ngân hàng, nó không thể giá của các bạn những cái sản phẩm của Vietcombank cho vay cao thì người ta sẽ dãy qua ngân hàng khác người ta vay thôi. Nhưng rõ ràng nó là đầu ngành trong cái lĩnh vực, nó thuộc về lợi nhuận lớn, cũng rất là ổn định. À, các bạn thấy là lợi nhuận năm sau nó cao hơn năm trước, các bạn đầu tư vào Vietcombank cũng không mất tiền đi đâu hết, vấn đề lợi ít hay lợi nhiều thôi. Thì Vincom cũng vậy, đơn vị lợi nhuận nghìn tỷ thì lợi nhuận thì hàng năm các bạn gửi vào đây nó vẫn an toàn quá. Rồi kế đến Bảo Việt là các bạn là nhiều người là tôi thấy là đầu tư vào Bảo Việt lắm gẫm rất là lợi nhuận, rất là siêu. À, lẫm rẫm thị trường có lên có xuống, rồi cuối cùng cổ phiếu Bảo Việt này đơn vị hàng năm lợi nhuận nó nghìn tỷ, nghìn rưỡi tỷ, nghìn hai, nghìn ba tỷ đều hàng năm, và chia cổ tức cũng đều đều, mặc dù không cao, nhưng ngành này là, cổ phiếu này là cổ phiếu rất là ổn định và an toàn. Và Bia Sài Gòn cũng vậy, các bạn thấy cổ phiếu Bia Sài Gòn cũng mặc dù là thì nó cũng có phần gần như, nếu mà nói về độc quyền là gần như cũng lĩnh vực độc quyền đối với những người đã thích cái gu Bia Sài Gòn rồi, thì có thể người ta uống cái loại bia khác cũng không thích hợp. Có thể nó cũng thuộc về một sản phẩm nó cũng mang tính độc quyền, và nó là doanh nghiệp lớn lợi nhuận hàng nghìn tỷ đều hàng năm. Các bạn bỏ vào đấy thì cũng không thể nào một đêm một ngày nó mất, những nhà đầu tư lớn người ta cũng giữ khăng khăng đó rồi, nó không bán ra đâu. Đó. Vấn đề là cái tỷ suất, các bạn so sánh cái tức xác nhận cổ tức với là cái giá bỏ ra nó cao hay thấp, các bạn cân nhắc chuyện đó thôi, chọn lựa. Còn lĩnh vực cổ phiếu chứng khoán dịch vụ tài chính thì SSI đây là những năm các năm gần đây nó là gia nhập là đơn vị lợi nhuận nghìn tỷ năm, thì nó cũng rất là ổn định. Các bạn thấy giá cổ phiếu SSI bây giờ gần đây là biến động không lớn nữa rồi, thị trường có biến động nhiều hết mà nó biến động cũng không lớn, nó cũng đơn vị vì là doanh thu và lợi nhuận nghìn tỷ. Thì đó là những cổ phiếu tôi giới thiệu, còn rất nhiều cổ phiếu trên sàn các bạn lựa ra. Còn nói về cái chuyện là thị trường xấu như vậy thì có nên mua cổ phiếu hay không, rồi cái chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm như thế nào, tôi sẽ nói cho các bạn. Nhiều bạn hỏi tôi rằng nói là cái khủng hoảng kinh tế Việt Nam hiện nay bây giờ nó giống như cái đỉnh 2007, 2008.
2007 và đi xuống 2008, mọi cái so sánh nó đều khập khiễng. Cái 2007 cái chúng ta chỉ có là vài trăm cổ phiếu thôi, còn bây giờ nó là hàng ngàn, gần 2.000 cổ phiếu rồi, nó khác hoàn toàn. Cái quy mô vốn hóa lúc đó nó chỉ là mấy chục ngàn tỷ, còn bây giờ nó là mấy triệu tỷ rồi, nó khác nhau hoàn toàn. Cái độ chuyên nghiệp của nhà đầu tư lúc đó tính bây giờ nó cũng khác, công ty chứng khoán cũng khác, cái độ margin cho rủi ro, quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán cũng khác nhau. Cái doanh nghiệp của người ta quản trị cũng khác hồi xưa. Cái lựa chọn nói chung là cái thị trường nó lớn và cái quy mô cái thị trường chứng khoán hiện nay là nó là xấp xỉ tương đương với cái GDP của đất nước. Còn hồi xưa thì nó chỉ nhỏ bé, nó chỉ vài ba chục phần trăm, vài chục phần trăm cái GDP của đất nước lúc 2007-2008 thôi. Còn hiện nay thì nó đã bằng 100% GDP quốc gia rồi, mà còn đang trên đà phát triển lên nữa, niêm yết lên nữa, phát hành thêm nữa. Thì mọi cái so sánh rất khập khiễng. Nhưng có một cái tôi so sánh, các bạn thấy những cái thị trường lớn chứng khoán của Mỹ, Dow Jones, đây tôi mới làm đồ họa lúc nãy, thì tháng 9 năm 2008 là sự kiện sụp đổ của hai ngân hàng cho vay dưới chuẩn là Fannie Mae và Freddie Mac, Roder và Freddie Mac của hai ngân hàng của Mỹ cho vay mua nhà dưới chuẩn và dẫn đến nợ xấu và mất khả năng thanh toán. Thì sụp đổ từ tháng 9 năm 2008, và lúc đó chứng khoán của Mỹ chỉ số Dow Jones mới 7.600 điểm. Nhưng các bạn thấy 10 năm qua và đỉnh điểm gần đây là nhất là gần là 27.000 điểm. Thì 10 năm qua kinh tế Mỹ suy thoái, kinh tế thế giới suy thoái, nhưng chỉ số chứng khoán Dow Jones nó tăng ngược dọc. Các bạn thấy từ 7.600 điểm lên cho tới hiện nay, thì các bạn nhìn thấy trong đồ thị rõ ràng là đâu phải là kinh tế suy thoái, là chứng khoán đi xuống. Người ta cũng tìm cách, người ta bơm tiền, người ta đẩy vào, các bạn lo cũng quá đáng. Chính vì cái kinh tế suy thoái nên cái tiền rẻ nó tràn ngập, là cơ hội để cho các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất và mang lại lợi nhuận nhiều cho nhà đầu tư, cho cổ đông. Đấy. Chứ không phải là kinh tế suy thoái rồi chứng khoán, thị trường chứng khoán đi xuống. Chưa hẳn là vậy, các bạn nghiên cứu kỹ lại chuyện này. Rồi cái đó là nói là, nếu mà vừa rồi cũng có nói bạn phản biện với tôi là nói chỉ số Dow Jones là do Mỹ nó mạnh quá, nó bơm tiền ra, Fed bơm tiền ra. Như vậy thì bây giờ các bạn thấy cái chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đây, Trung Quốc thì cũng không có bơm tiền, mà 10 năm suy thoái kinh tế, chỉ số Shanghai Thượng Hải vẫn đi lên. Tháng 9 năm 2008 thì chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải Trung Quốc mới 1.800 điểm. Hiện nay thì nó là trên 25.000 điểm. Và đỉnh điểm nó lên cao là 4.600-4.700 điểm. Thì trung bình các bạn nhìn thấy cái đồ thị chart này rõ ràng là Trung Quốc họ không có thế lực mạnh giống như cái đồng đô la Mỹ mà bơm tiền ra còn mất giá. Bơm tiền ra là Trung Quốc họ cũng sợ mất giá. Nhưng chỉ số chứng khoán Trung Quốc 10 năm suy thoái vẫn đi lên. Và hàng loạt chứng khoán châu Âu và một số nước khác cũng vậy. Chứ đâu phải là 10 năm suy thoái 2008 rồi sau đó là kinh tế suy thoái đi xuống. Thì mặc dù GDP một số nước đang chậm lại, phát triển chậm hơn cái giai đoạn trước 2008, nhưng chứng khoán là phần lớn là đi lên hết. Đó cho thấy các bạn thấy đừng có bi quan đối với một cái suy thoái kinh tế của thế giới rồi một cái trào lưu. Còn cái mô hình chart là mang tính chất tạm thời vẽ ra thôi. Thì đó là để cho các bạn thấy là những cái điển hình của một số chứng khoán nổi trội trên thế giới để như vậy. Còn đối với quan điểm của các cá nhân tôi, đầu tư chứng khoán là đầu tư vào doanh nghiệp cổ phiếu. Cái mấu chốt vấn đề là có ba cái vấn đề các bạn phải phân biệt làm cho được khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Một là chọn doanh nghiệp tốt, hai là chọn thời điểm mua cho tốt, ba là chọn thời điểm bán cho tốt. Đơn giản như vậy thôi. Chọn doanh nghiệp tốt, bất chấp thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán hay là kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô nó sống tất cả, nhưng mà các bạn chọn một doanh nghiệp nó đi ngược với kinh tế vĩ mô thì các bạn chọn đúng doanh nghiệp rồi thì sống chết với nó,
hiểu nó 100%, hiểu nó, thậm chí hàng ngày đi đi vào đi ra gặp ông bảo vệ của công ty đó, ngồi chơi nói chuyện, gặp là gặp nhân viên đó, hỏi nói chuyện cái doanh nghiệp đó đang an ninh làm ra hay không, rồi sau đó tìm lựa thời cơ mua cổ phiếu đó, mua không, lựa thời cơ không được thì rải ra mua cho đều. Muốn giữ cổ phiếu đó 10 năm thì mua trong vòng 1 năm cho đủ số lượng của mình, chia đều ra, tức là mua bằng thời gian, mua bằng 10% thời gian giữ cổ phiếu đó. Nếu các bạn giữ cổ phiếu đó 50 năm thì nên chia ra mua 5 năm cho đủ số lượng của bạn rồi sau đó giữ. Chứ không ai, tôi cũng không mua chọn đúng thời điểm mua chính xác, mà cũng khó ai chọn một lúc mà mua ngay đáy hết. Đó. Mua ngay đáy rồi nó thị trường nó còn xuống nữa thì nó cũng không, tốt nhất là rải ra mua để giữ dài hạn. Còn thời điểm còn lại là thời điểm bán. Bán thì có thể là kẹp tiền bán hay là thời điểm bán, nếu mà đầu tư dài hạn không có có lệ thuộc vào cái dòng tiền mà tiêu xài hay là kẹp tiền ấy, thì đối với cổ phiếu là đầu tư càng dài thì càng tốt. Đó. Ba vấn đề mấu chốt để các bạn thành công trên thị trường chứng khoán: một là chọn cổ phiếu tốt, đúng cổ phiếu cái đã; hai là chọn thời điểm mua, nếu chọn thời điểm mua không được thì rải ra mua, mua chiếm 10% thời gian mình giữ, 50 năm thì mua 5 năm cho đủ. Thứ ba còn lại là phần còn lại là bán chốt lại, thời điểm bán chốt lại, mà tốt nhất thì đã có đầu tư rồi thì khi nào kẹt tiền thì bán một phần nhỏ để tiêu xài, còn không thì tốt nhất là đã chọn cổ phiếu tốt rồi là giữ dài hạn và giữ mãi mãi. Đơn giản là như vậy thôi, không có gì phức tạp đối với đầu tư cổ phiếu chứng khoán. Các bạn phức tạp quá vấn đề lên là dẫn đến là sai lầm này đến sai lầm khác liên tục. Cuối tuần xin trao đổi thêm gì để học hỏi thêm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.